Giờ em quay cái máy nè. Đó, sẵn em quay cái mui lên cho cả nhà mình xem nè. Cái mui đó nè. Đó. Mui rất là đẹp nha cả nhà. Mui rất là đẹp ha. Đèn còn sáng nha. Em này thì đăng kiểm còn tới tháng 9 nha cả nhà. Còn tới đầu tháng 9. Đó, có sao báo vậy đi. Đây, máy đây. Rồi, lại là em đây cả nhà ơi, em Tòng An Phát đây. Đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu bà con mình một sản phẩm đến từ Đông Phan Việt Trung nha. Đó, thì lời nói đầu tiên cho em xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Một ngày làm việc thật hiệu quả và đạt được những gì mong muốn nhất trong cuộc sống này ha. Đặc biệt là chị em phụ nữ ngày càng trẻ trung và xinh đẹp hơn ha. Đó, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống nha. Đó, thì hôm nay em muốn giới thiệu bà con mình một sản phẩm đến từ thương hiệu của Đông Phan nha cả nhà. Đông Phan Việt Trung. Xe này thì đặc biệt là một chủ mua mới từ đầu luôn ha. Và đặc biệt nữa là chủ ôm chạy luôn. Cho nên cái xe còn khá là chắc, xe còn khá là đẹp ha. Và khá là, nói chung là theo em đánh giá em xe này cần tầm khoảng được 8 điểm. Thì cả nhà mình hãy đi theo dõi những gì em nói có đúng thực tế hay không. Và cả nhà mình hãy dành ra cho Tòng An Phát chút ít thời gian để đi xem và theo dõi cái xe này có đúng thực tế những gì em nói hay không nha. Đó, xe thì giá cả phải chăng thôi, chứ không đến nỗi nào mà bà con mình khó lựa chọn. Thì bà con mình hãy dành ra cho em chút ít thời gian nha. Rồi ha, trước mắt bà con mình mà là mẫu xe Đông Phan Việt Trung 5 tấn nha. Thùng dài là 6m6 ha. Xe này được cái là một chủ mua mới từ đầu. Và xe này đích thân em đi ha. Đích thân em chạy, máy số cực kỳ là ngon lành nha. Con này thì đặc biệt hơn nữa là nó có số rùa, số thỏ là số mạnh đó cả nhà. Nó để bà con mình đi đường đèo dốc á, rin nguyên bản nha, chứ không có độ chế gì hết. Rin nguyên bản của nó là cái dòng này nó có số rùa, số thỏ đó, số mạnh đó. Đó, thì xe thì một chủ mua mới từ đầu. Anh trai này anh nói là từ đó giờ anh ôm chạy không à. Đó, em là người thứ hai và tài xế của em đi chung với em là người thứ ba thôi. Chứ ngoài ra không ai ôm chạy cái xe này của anh hết á. Vì anh rất là kỹ, nó thẳng ra là người miền Trung người ta rất là kỹ tính cả nhà. Người ta rất là kỹ tính, đồ của người ta giữ gìn rất là kỹ. Đó, cho nên là của bền hay không là do người xài nha. Chứ cả nhà mình đừng có nói là xe đời thấp, xe nát, xe không ra gì. Nói chung đối với những người nhiều tiền thì nó không ra gì thiệt. Cho dù là một chủ từ đầu nó cũng không ra gì. Người ta có tiền, người ta sắm xe tiền tỷ mà. Uống chi xe này có 100 mấy chục triệu à. Mà xe to đùng như vậy nè. Thôi, không có nói vòng vòng nữa, bà con xem video của em đi. Đó, xe này là 6 cái lớp như mới ha. Em này thì hiện tại em đang đi lớp 10, mâm 20. Đó, 6 cái lớp là như mới nha. Đó, nè. Chăm nghe không bằng một thấy, cả nhà cứ đến trực tiếp bãi xe của Tòng An Phát để xem ha. Để mà em quay chi tiết một cái em xe to á, thì nó rất là kỳ công. Nó rất là nhiều thời gian, vì con xe to thì em để đầu ở cuối bãi. Để mấy cái xe nhỏ dời ra dời vô cho nó dễ. Đó, mà để quay được, để rinh em nó ra đây á, là phải dời hết đám xe. Đó, dời hết đám xe nhóc ra ngoài. Rồi mới khiêng được em nó ra. Đó. Xe này thì đồng sơn ha. Đồng sơn là bên em mới làm lại nha. Đồng sơn này á, thì làm đồng mới lần đầu tiên. Bên em làm lại luôn. Đó, làm đồng là những cái bọng dè nó hơi bị mục. Đó, sơn thì sơn rinh 100% luôn. Nhưng mà em thấy anh này để ngoài nắng. Để ngoài nắng. Với thứ hai nữa là anh bị chóc sơn, anh lấy sơn cọ anh quét, anh chưa có đi sơn, cho nên em về em sơn luôn. Sơn luôn cho nó đẹp, sơn luôn cho nó hoành tráng cả nhà. Nó không có đáng bao nhiêu tiền thôi, em sơn luôn đi. Vì con xe cái chắc xe nó còn rất là đẹp ha. Cho nên em để nước sơn cũ cũng được, nhưng mà thôi em thấy cái xe còn đẹp quá em sơn luôn. Nó thùng thì 7 bửng mở nha. Thùng 7 bửng mở, sàn là sàn gỗ cả nhà. Hồi nãy em sẽ quay hết tất tần tật luôn cho cả nhà mình xem và biết luôn. Em xe này thì em ôm chạy từ ngoài Phú Yên, em với tài xế của em ha. Từ ngoài Phú Yên chạy vào, cho nên bà con mình khỏi phải lo nha. Máy số là cực kỳ đỉnh luôn nha cả nhà. Đó, đây nè, máy nè. Đó. Con này nữa cái gầm nó hơi cao cho nên soi nó cũng thấy. Một hồi nữa em nổ máy luôn, em mở lắp cò, lắp nhớt cho cả nhà mình xem coi thử nó có đổ hơi, đổ nhớt gì hay không. Con xe này nói chung là người ta chạy cũng ít lắm nha cả nhà. Đó, sexy là cực kỳ là đẹp luôn nha. Zin nguyên bản hết luôn nha cả nhà, sexy chưa có dấu hiệu sơn lại nha. Nè, giờ nè em cũng chưa có rửa luôn nè. Đó. À, vỏ lớp của em nó nè, 6 cái lớp như mới nha cả nhà. Nội không 6 cái lớp này là giờ bao nhiêu tiền rồi? Cho em nó 5 triệu một cái thôi. Cho em nó 5 triệu một cái thôi ha. Rồi em xin báo giá luôn ha. Em xe này em bán 167 triệu nha. 167 triệu nha.
Xin nhắc lại cho bà con mình nha, 167 triệu giá vô cùng hợp lý nha cả nhà ơi. Giá cực kỳ rẻ luôn nha. Đó, xe Đông Phan 5 tấn, Đông Phan Việt Trung 5 tấn nha. Xe này có turbo, có số mạnh luôn nha. Đó, có số mạnh ha. Và đây là phần sàn thùng nè. Sàn thùng này cực kỳ là bằng phẳng nha, không gãy chỗ nào hết nha. Không gãy chỗ nào, để em leo lên luôn đi. Để em leo lên anh tả xe cho chính xác nha. Đó. Để mà quay một con xe xe này mà nó kỳ công lắm nha cả nhà. Đây, đây là phần sàn thùng nè. Để em muốn cả nhà mình ở xa có thể là xem. Cái này là lớp sơ cua nha. Bạc có đồ đầy đủ hết trơn á, bạc đội đồ có đầy đủ. Nói chung chủ xe rất kỹ. Em về là nói chung anh cũng thương anh chị rất nhiều luôn. Cảm ơn anh đã gửi cho em cái con xe cực kỳ là đẹp. Em về em rất là ưng ý cho dù là đi đường xa. Cảm ơn anh Trường nha. Anh Trường hình như là chị Yến. Đó, em cảm ơn hai chồng anh chị rất rất nhiều luôn. Đó, em đi xa em mua được con xe như ý nguyện của em rất là cảm ơn anh chị, biết cảm ơn. Cho dù em hiện tại là em chưa có bán được, nhưng mà em cũng cầu mong sao anh chị em bà con nào muốn mua một con xe mà con xe như thế này thì mua được con xe như thế này cực kỳ là chất lượng nha cả nhà. Nói chung cực kỳ chất lượng. Vì người miền Trung người ta xài đồ rất là kỹ nha cả nhà. Cho dù bà con mình mua đôi dép đi nữa, em thì bà ngoại cũng có bà ngoại người miền Trung Quảng Ngãi, mua đôi dép cho bà cũng giữ gìn rất là kỹ nha cả nhà. Rất kỹ, nói chung là rất là thương luôn. Đây, vỏ lớp 6 lớp như mới nha. Sắc-xi gầm bệ là khỏi phải bàn nha. Thùng sàn khỏi phải chê. Bà con nào muốn nữa thì trải một lớp ton mỏng ở trên nữa. Ly 2 thôi là được rồi ha, xe to ly 2. Không cần phải dày đâu. Dày nặng xe không được gì đâu. Đó. Con này dài là 2m6 nha cả nhà. Ở lộn cao. Cao lên là 2m6 nha. Đó. Thùng sàn cực kỳ là cứng cáp luôn nha. Bảy bửng mở hết luôn. Đó, bà con thấy hai tôm ở phía bên hông và có một con tôm trên nữa kìa. Đó, cho nên chủ xe rất là kỹ, bà con mình nhìn là biết rồi ha. Đó, đèn là đèn green luôn à. Đèn green theo xe từ đó giờ nè, 2009 tới giờ nè. Nói chung là cái xe này dài. Đó. Xe này dài 6m6 nha. Cái đầu nó cỡ khoảng 7m mấy 8m á. Vỏ lớp rất là đẹp luôn. Khung gầm sắc-xi là khỏi phải bàn nha. Thùng sàn khỏi phải chê. Rất là đẹp, rất là long lanh luôn. Đợi 2009 thôi. 167 triệu nha. 167 triệu ha. Đội đồ các kiểu còn trong này nè cả nhà. Đội đồ trong này nè. Đó. Bình dầu nè. Nói chung xe này thì không có gì phải bàn. Rồi bây giờ em sẽ lên cái phần nội thất cho bà con mình xem cái phần nội thất nha. Đồng sơn này thì khỏi phải chê rồi. Đồng sơn là bà con mình biết rồi ha. Nguyễn Kim Trường nè. Anh Trường có xem được video thì hãy bình luận cho em một bình luận nha. Đó, xe em thấy anh thấy em dọn có đẹp không? Rất là đẹp luôn, nó tâm huyết. Tại vì em đi xa mà, 500 cây số mà. Em về em dọn con xe phải tâm huyết chứ. Đó. Tâm huyết con xe này lắm. Số nói chung là những gì anh nói thật sự là đúng nha cả nhà. Máy số chạy thì cực kỳ là ngon. Đó, leo lên cabin này nó cao quá cũng mệt. Máy số cực kỳ là ngon, một chủ mua mới từ đầu luôn ha. Anh Trường có xem được video thì hãy góp ý cho em nha, để khách hàng người ta còn biết nữa nha. Rồi, bây giờ em sẽ đề cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của em nó nha, để bà con mình biết thực tế ha. Máy rất là nhạy nổ nha. Nói chung máy nhạy nổ có bờ hởm về nó hơi hết bình thôi, tại em đậu em sơn em hết bình thôi. Đây, nội thất em nó nè, tuyệt vời luôn. Nội thất tuyệt vời nha. Ghế đầu dựa nè, bà con thấy không? Rất là tuyệt vời nha. Ok chưa cả nhà? Cả nhà thấy ok chưa? Nói chung ghế thì theo năm tháng riêng nguyên bản từ đó giờ luôn. Chưa có đông phan nè. Đông phan từ đó giờ luôn đó. Không có bị mắc đồ gì luôn nha cả nhà. Không có bị lạnh nha. Xe không có bị lạnh nha. Rồi bây giờ em sẽ xuống cabin. Em đề cho bà con mà. Em mở cabin cho bà con mình xem cái máy móc đó nha. Ha, giờ em quay cái máy nè. Đó, sẵn em quay cái mui lên cho cả nhà mình xem nè. Cái mui đó nè. Đó. Mui rất là đẹp nha cả nhà. Mui rất là đẹp ha. Đèn còn sáng nha. Em này thì đăng kiểm còn tới tháng 9 nha cả nhà. Còn tới đầu tháng 9. Đó, có sao báo vậy đi. Đây, máy đây. Máy cực kỳ là đẹp nha cả nhà. Máy rất là đẹp nha.
là cực kỳ ngon. Đây, máy không một miếng hơi vừa luôn cả nhà ơi. Máy số cực kỳ ngon nha em. Này á, nó thẳng ra là tại vì nếu mà chưa quen xe thôi, chứ quen xe rồi em nói hả, số vô rất là nhẹ luôn, số má vô rất nhẹ, rất là nhẹ nhàng luôn. Nói chung con xe này em mua em cũng hết sức là hài lòng luôn, em rất là ưng ý con xe này. Turbo nha nhà, turbo nha, máy số là chỉnh luôn. Nói chung là gầm bệ từ gầm bể sắt xi thùng sàn cho đến máy móc đầu cabin vỏ lớp, em rất là ok, em rất là ưng ý em xe này rồi ha. Đó là tổng quan chi tiết em xe này, em quay tất tần tật rồi. Cả nhà quan tâm hơn nữa thì cứ đến trực tiếp bãi xe của Tòng An Phát để xem và trao đổi thêm thông tin ha. Em xe rất đẹp, rất là VIP clip tâm huyết ha. Đây, máy nổ nó còn tròn tiếng lắm nha cả nhà, máy nổ rất là giòn nha và còn tròn tiếng lắm ha. Xe này lên bữa em đi cao tốc ở trên Vĩnh Hảo Cam Lâm á, đạp lên cả xị không, tại vì cao tốc đó mới làm cho nên là đạp cả xị không à, không cho xị hai đâu, là đạp rất là tuyệt vời luôn đó. Rồi thôi, chi tiết xe nó chỉ có vậy thôi. Em xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha.